đừng 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 sờ vào, để mẹ hấp chín xong rồi mình mới ăn được. Mình hấp chín xong mình mẹ mẹ hấp chín xong mình ăn được nhá. Cái con gì nó cắn ơi ơi, đói à, đợi xíu thôi. Ô nào hai cái đứa này. Cô mẹ bảo này, cô mẹ bảo này, cô thái độ ăn là cô bắt đầu ấy. Không được, không được, không được, không được nha, từ đã nha. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, lại này, mi đừng nhấc chân không, đừng nhấc chân không, cô lại đây nào, quanh tay lại mẹ xem nào, quanh tay lại. Xin mẹ, xin mẹ, xin mẹ. Mi ngồi ngoan cho là ngoan nóng xong. Đây này, bắt lông cho Mi này. Ta chờ nhá. Sao? Để mẹ xem chín chưa nhá. Ôi, quả bí đấy. Nào, 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 đừng sơ vậy, đừng sơ vậy. Đừng sơ vậy, đừng sơ vậy. Đứng lên xem này. Wow, ngon không? Nhìn ngon không? Ăn được. Đây, lại đây. Đi lại đây, đi lại đây. Đi lại đây, đi lại đây. Đi lại đây, 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 đây. À, lên đây ngồi. Nào, khoanh tay lại nào. Khoanh tay lại cho mẹ. Rồi, khoanh tay lại cho mẹ nha. Hai đứa khoanh tay nha. Rồi ngoan thế nha. Ơi, đói thì bình tĩnh. Nào, mi ngồi xuống, 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 mi ngồi xuống. Rồi. Dẹp cái này đi nhé. Hết rồi, chị ạ, hết rồi. Rồi, ngồi đây. Đây. Để ngồi cái quả to to này. Cô cầm đĩa lên con. Con cầm đĩa lên, đĩa còn đâu? Đĩa còn đâu, cầm lên. Xin vui lòng chờ đợi trong ít phút nào, con ngồi lên con cha. Rồi con cầm đĩa lên. Đĩa con đâu? Đĩa con đâu? Đĩa con đâu? Đĩa con đâu? Rồi cầm lên. Ngồi lên đây, cầm đi. Mẹ lấy cho mà ăn, bình tĩnh. Nó đang nóng thì phải từ từ chứ. Thank you.
ra lại cho mẹ xem. Ăn nhưng mà cũng phải từ từ. Đây, lại đây. Nào, để mẹ chia phần. Giờ, nào, để mẹ chia phần. Đây của cu nhá. Này, của mi đây này, không được tranh của cu của con đây này. Đây. Thôi đừng lúng túng. Đây này. Ngon không? Thôi, gặp món cu yêu thích rồi. Ngon không? Của con này vứt xuống đây tí mi ăn nhau xong rồi lại tranh lại rồi lại đánh nhau đấy. Ngon không? Nào. Không. Của con này. Tranh nhau với mi đánh nhá. Mi hư lắm ấy. Khi thấy là không biết hương vị nó thế nào là thèm hết. Giờ ăn ghét thế. Không ăn vội nữa à? Hết ăn vội rồi à? Đừng xấu tính thế nha. Cả hai đứa. Cô, của con này này. Tránh của mình. Ngon không con? Ngon quá trời. Mẹ cũng ăn này. Đồ tham lam. Ăn đấy ăn. Ngon luôn mà. Ngọt thật. Ngon hơn khoai. Cái thằng này. Ăn trộm mày. Thôi mà. Nếu bọn mẹ không ngon này hư nha.